Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chỉnh thể phong thủy nhà hay là phong thủy shop giúp gia tăng về tài lộc, xem mệnh khuyết để cải vận giúp gia tăng may mắn. Người tuổi Mão hạn tam tai vào các năm Tỵ Ngọ Mùi, hạn Thái Tuế vào các năm Tý Ngọ Mão Dậu, nhưng các bạn không nên lưu tâm, đến các vận hạn trên. Đinh Mão có một số cá tính không thể nhầm lẫn được, vừa cứng đầu và mạnh mẽ nhưng lại thích được cưng chiều, thích tự do tự tại. Họ là những người sống lương thiện, đa phần dễ tha thứ cho người khác, tha thứ cho những người biết hối lỗi. Khải Toàn sẽ tiết lộ vài nhóm tuổi Đinh Mão giàu có trong hàng ngàn lá số đã tra. Mệnh là gốc, mỗi giai đoạn khác nhau được gọi là vận. Bàn về vận hạn của tuổi Đinh Mão, đối với nữ, nhóm có vận tốt là 3, 4, 6, 9, 11, 12. Nhóm có vận kém là 1, 2, 5, 7, 8, 10. Đối với nam, nhóm có vận tốt là 2, 3, 7, 8, 10. Và ngược lại, nhóm có vận kém là 1, 5, 6, 9, 11, 12. Với mệnh nam, nhóm 6 có thể là nhóm đang có thời vận kém nhất của tuổi Đinh Mão. Vì vậy, tuy khác tháng sinh đã có vận khác nhau, khác ngày giờ sinh còn khác rất nhiều. Các bạn xem theo nhóm của từng tháng sinh ở phần sau. Khi chọn nhà để ở hoặc để kinh doanh, tuổi Đinh Mão không nên chọn từ 52 cho đến 68 độ nằm ở góc Đông Bắc, sẽ phạm thị phi kiện tụng, chủ về cô thần, kiện tụng thị phi, trừ khi bạn hành nghề luật sư. Về tình cảm, nhóm 11 và nhóm 12 của mệnh nữ đa phần trắc trở. Những ai sinh mệnh ngày, xin lưu ý là mệnh ngày sinh. Mệnh ngày sinh có chữ Ất, sinh sau tháng 9 là có sao Lộc Thần, một mật mã dễ phát tài. Mệnh của bạn dễ kiếm tiền là do cái nhân từ đời trước, biết tu pháp bố thí, đời này bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Mệnh của bạn không có tài, không có tài phú thì dù có giành giật của ai đó cũng không thể nào có tiền của. Về mệnh dễ kiếm tiền của tuổi Đinh Mão, Khải Toàn sẽ đưa ra hai ví dụ sau của hai vị gia chủ. Người thứ nhất sinh ngày 14 tháng 6 năm 87, mệnh ngày sinh là chữ Giáp Mộc, cung tài là Thổ, có hai trụ Kỷ Thổ. Trong khi đó cung Hỏa rất là vượng, luôn sinh trợ cho cung tài là Thổ. Cung Thổ là tài, cuộc đời dễ kiếm tiền. Mệnh này khuyết kim thủy, sau 43 tuổi hành vận Tân Sửu, vừa có kim vừa có dụng thần. Vừa có thổ âm là chính tài, là thời vận dễ phát đạt. Người thứ hai sinh ngày 17 tháng 2 năm 87, sinh mệnh ngày Đinh thuộc Hỏa, cung tài là kim, người này có ba trụ kim là tài. Mệnh sinh ngày Đinh có thuộc tính âm, Tân cũng là thuộc tính âm, không phải là nguồn chính tài. Bù lại, hành vận đa phần đều gặp kim và thổ, thổ là nguồn sinh vượng cho cung tài. Ở cuối video, các bạn xem hướng dẫn lấy lá số, biết mệnh ngày sinh của mình, tìm theo mũi tên đối xung, ta sẽ ra cung tài. Nhìn vào lá số của mình xem có nhiều màu trùng với cung tài hay không. Đây là một trong những cách cục tìm ra cung tài phú dễ nhất. Dù mệnh của bạn thuộc nhóm nào, nếu chịu khó tu tập, chịu khó bố thí, dù chỉ là lời nói thiện lành vẫn có thể chuyển xấu thành chung và chuyển chung thành tốt hơn, trừ khi chính bản thân của bạn không chịu bồi đắp phước huệ. Khải Toàn nhận xem chi phí không rẻ vì khá kén chọn người xem. Vì điều gì? Đầu tiên, người cần xem phong thủy phải có quyết tâm muốn thay đổi vận mệnh. Khi nhờ ai đó xem giúp hoặc xem giùm ai đó thì không còn ý nghĩa nữa. Họ phải tin vào bản thân của mình, vì tiếp theo đủ kiên nhẫn để theo hướng dẫn. Cuối cùng là tin vào nhân quả. Các bạn nên biết, học cải vận cần một thời gian để chuyển xấu thành tốt. Đời thật không có hạt đậu thần. Ví dụ bạn trồng một cây cam, cần thời gian, cần sự chăm bón,
Trong gia đình, nếu có sự hòa thuận, có sự thông cảm và nhiều tiếng cười thì đây là một ngôi nhà có phong thủy tốt. Bạn muốn tích phước bồi đức, hãy bố thí. Muốn khai ngộ, hãy nghe pháp và hành thiền. Video này chia thành 3 phần chính. Phần đầu nói về tính cách tình cảm của tuổi Đinh Mão. Phần 2 xét theo 12 tháng sinh. Bạn xem mình sinh tháng nào, ở nhóm nào để tìm dụng thần mệnh khuyết. Phần 3 video hướng dẫn ứng dụng từng mệnh khuyết và hướng dẫn chọn mệnh ngày sinh, cũng như hướng dẫn cách tra lá số. Những video về con giáp, nội dung chỉ dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Mệnh khuyết là gì hay dụng thần là gì? Mời các bạn vào website hoặc Google tìm hiểu thêm. Hãy để lại bình luận, để lại câu hỏi rõ ràng về ngày sinh dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Bạn muốn tìm hiểu về mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khổ, hãy xem lại các video trong kênh của Khải Toàn. Thay vì muốn biết vận hạn tương lai của mình, các bạn nên tìm hiểu về cách cải vận cũng như phương pháp tu tâm dưỡng tánh. Bạn ngại bỏ tiền xem phong thủy? Không sao cả, bạn có thể tự mình tìm hiểu từ sách, từ YouTube, tự nghiên cứu và kiên trì ứng dụng theo. Vâng, sự kiên trì rất quan trọng. Bạn muốn thay đổi vận mệnh nhưng lại không kiên nhẫn, chẳng khác nào muốn giảm cân lại không siêng tập luyện. Không kiên nhẫn thì không nên xem video này, dù bạn là người đủ cơ duyên gặp video này. Hiển nhiên không có chuyện dụng phong thủy là phát tài nhanh, càng không có việc đeo một món trang sức nào đó rồi phát tài nhanh được. Vận dụng đúng phong thủy thì mỗi ngày mỗi lúc bạn tích trữ cho mình một ít tốt lành, giống như mỗi ngày bạn hành thiền 10 phút và bỏ ống heo một ít tiền, phải một thời gian sau mới có được quả. Thầy phong thủy hay ai đó cam đoan với bạn về cách phát tài nhanh, đó là cách của tà ma. Họ có tiểu thần thông, có thể mách bảo với bạn vài việc trong tương lai gần. Nhưng các bạn nên biết, cái gì bộc phát thì không bền lâu, mà hậu quả thì không thể cứu vãn. Những thầy phong thủy chân thiện, họ cho bạn phương pháp, cũng như thần Phật Chúa Trời, họ cho bạn tâm lực. Việc còn lại bạn phải tự nỗ lực, tự phấn đấu và phấn đấu rất nhiều. Cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Tuy nhiên, bạn phải là người có phước duyên mới có thể đón nhận những điều tốt lành từ người khác. Bạn không đủ phước phần thì dù có thần Phật Chúa Trời đến độ cho bạn, bạn cũng không tin. Dù thầy phong thủy giỏi cỡ nào cũng không thể giúp được bạn vì bạn không đủ phước. Giả dụ những hôm bạn không khỏe, có ai đó mang nhiều đồ bổ đến cho bạn cũng không thể nào ăn được. Vì thế, sống thiện lành, giúp đỡ chúng sinh, không tham sân si mạn nghi là cách tốt nhất để bồi đắp phước duyên. Chữ Đinh thuộc hỏa, chữ Mão thuộc mộc, thuộc hành âm, tính chất nhẫn nại, chịu khó cao. Họ là những người mạnh mẽ, lãng mạn, quân tử, đa phần lương thiện, thích giúp đỡ mọi người xung quanh, là tính cách nổi bật của người tuổi Mão hoặc tháng sinh Mão. Tuổi Đinh Mão là nhóm người vốn rất cố chấp, mạnh mẽ. Nếu sinh vào các tháng Tý, Ngọ, Mão, Dậu càng cố chấp khỏi bàn. Nếu sinh vào các tháng Dần, Thân, Tỵ, Hợi sẽ có phần linh hoạt hơn. Nếu sinh vào các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, vừa cố chấp vừa làm lì, nhưng đa phần là người tốt. Vì vậy, xét mệnh không chỉ dựa theo năm mà còn phải dựa trên tháng ngày giờ sinh mới có thể chính xác. Tuổi Đinh Mão khá thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh hiểm nguy. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong vui vẻ, hạnh phúc, không mâu thuẫn lẫn nhau. Phần lớn những người tuổi Mão đều yêu thích những điều kỳ diệu, huyền bí. Một số người quá thần bí khiến người khác khá đáng sợ. Đinh Mão là người yêu thương gia đình, thích sống đông vui. Khi đã yêu mến ai đó, họ sẽ hết lòng vì người ấy. Khi đã khó ưa ai đó thì họ khó ưa đến cùng. Đó là tính cách của quân tử, của người nghĩa hiệp. Họ thông cảm với những người nghèo khổ, những người bất hạnh, luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ luôn nhiệt tình với người thân, bạn bè và những mối quan hệ xung quanh.
luôn mong muốn họ sống trong một môi trường tràn đầy tình yêu, nhiều tiếng cười, vì thế họ có nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Chính vì thế, chính vì hết lòng vì người khác, cuộc đời của họ rất dễ gặp được quý nhân. Họ nhiệt tình giúp đỡ mọi người là cái nhân, dễ có quý nhân là cái quả. Họ có tố chất của người lãnh đạo, của người quản lý, nhưng đôi khi quá cứng nhắc trong cách xử lý vấn đề. Tuy là người cố chấp nhưng vẫn có thể thay đổi thích nghi trong công việc và môi trường sống. Trong tình cảm hay quan hệ xã hội, họ nhạy cảm và tinh ý, dễ biết đối phương là người tốt hay vụ lợi. Đinh Mão là những người rất biết hưởng thụ trong cuộc sống, thích tận hưởng và thưởng thức cái đẹp, yêu thích sự sang trọng, thích nơi ở của mình có nhiều người thân ở cùng, nhưng phải là những người cùng quan điểm sống với họ, đó chính là thật thà. Tuổi Mão đa phần có khả năng tình dục mạnh mẽ, trong cuộc sống họ thích sự lãng mạn, thích đẹp đẽ bề ngoài lẫn nội tâm. Họ mong muốn được cưng chiều, thích sống đông vui cùng nhiều người thân, không thích sự lẻ loi hay buồn chán. Người tuổi Mão có một số cá tính không thể nhầm lẫn: cứng đầu, tự do tự tại, lương thiện, dễ tha thứ cho người biết hối lỗi. Trong tình yêu, người tuổi Mão đa phần lãng mạn, yêu đương ý tứ rõ ràng. Các cô gái tuổi Mão, tình yêu của họ thường thể hiện lặng lẽ, trong sáng, khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, đa phần chung thủy, không lăng nhăng. Đàn ông tuổi Mão nhìn có vẻ lạnh lùng, nhìn mạnh mẽ nhưng thật ra tâm lý của họ khá nhạy cảm và dễ dụ. Sau trung niên, họ là những người trụ cột trong gia đình. Họ khá hiền lành, không thích đấu khẩu, nhưng đụng tới lòng tự trọng thì họ có thể tới bến. Trong giới hạn có thể của họ, họ luôn biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Cả nam và nữ, họ rất chung thủy với mối tình của mình. Khi đã lập gia đình, người tuổi Mão vẫn giữ thái độ ân cần với những người thân xung quanh của mình. Họ sẽ không bao giờ để gia đình của mình chịu thiệt thòi hay thiếu thốn. Người tuổi Mão hạn tam tai vào các năm Tỵ Ngọ Mùi, hạn thái tuế vào các năm Tý Ngọ Mão Dậu. Nhưng các bạn không nên quá lo lắng, không nên lo lắng thái quá về vận hạn, chỉ thêm thối chí. Như thế nào là người tốt? Người giữ giới là người giữ đạo đức, đạo làm người, đạo sống thiện lành. Người có đạo sẽ có đức, bất luận bạn tuổi gì, bạn là người giữ giới, bạn là người sẽ có phước huệ. Hạn tam tai nói về các năm khó khăn, hạn thái tuế nói về thị phi hay hao tổn sức khỏe kém. Giả dụ trước đây bạn không tham sân si mạng, đến năm thái tuế sẽ không có việc gì xảy ra. Một năm 12 tháng, một chu kỳ 12 năm, đời người lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Vận hạn hiện tại của tuổi Đinh Mão đối với nam, nhóm có vận tốt là 2, 3, 4, 7, 8 và 10. Nhóm có vận không tốt là 1, 5, 9, 11, 12. Với vận hạn nhóm nữ, nhóm có vận tốt là 3, 4, 6, 9, 11 và 12. Nhóm có vận không tốt 1, 2, 5, 7, 8, 10. Tuổi Mão nói chung là một trong tứ mã cực đoan, rất cố chấp, tượng trưng cho cây cối sinh trưởng tốt vào mùa xuân. Vì thế, nhiều lúc họ trở nên rất bảo thủ, không nghe theo bất kỳ lời khuyên nào từ ai khác, đôi lúc dễ làm người thân phiền lòng. Đinh Mão xét theo dụng thần bát tự mệnh khuyết, nội dung bài được chia theo 12 nhóm, 12 tháng sinh, có tóm tắt về đại vận, tức những sự kiện diễn ra trong 10 năm của mỗi lá số. Ngày tháng năm đề cập là ngày dương lịch, các bạn có thể tự tra áp lịch Việt để chuyển ngày âm sang dương. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra dụng thần, áp dụng cho màu sắc, ngành nghề, trang sức và nơi chốn của tuổi Đinh Mão. Xét đơn giản theo năm sinh, Đinh Mão thực lưu trung hỏa, hộ mệnh là vị hư không tạng Bồ Tát. Mệnh hỏa thì nên dùng màu của hỏa hoặc màu của mộc, ví dụ đỏ, tím, vàng, cam hoặc xanh lá. Đồ vật làm từ gỗ, mặt trời, bếp, ăn cây, ăn nóng là hỏa, mèo, hổ là mộc, ngựa, rắn là hỏa. Các ngành nghề, nhà hàng, kỹ thuật điện, đầu bếp, thực phẩm,
chiếu sáng, nhiếp ảnh hoặc điện tử, máy vi tính, thiết bị điện đều là các ngành thuộc hỏa. Tam hợp với Mão ta có Hợi Mùi hoặc là Dần Thìn. Trực xung phá hình ta có Tý Ngọ Mão Dậu. Khải Toàn đã tra cả ngàn lá số, tuổi Mão xét theo cách này rất khó chính xác. 10 người ứng dụng giỏi lắm chỉ 5 người đúng, vì không thể ai tuổi Mão cũng giống như nhau. Tuổi Đinh Mão và cách cải vận, bạn xem chọn video tìm dụng thần, mật mã của mình và kiên trì ứng dụng theo. Nhưng phong thủy là một phương tiện phụ trợ, không phải liều thuốc thần. Nếu sống thiện lành, biết bố thí thông qua con đường tu tâm dưỡng tánh bằng cách học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền là cách cải biến tốt nhất. Cuối video có hướng dẫn cách lấy lá số, xem tứ trụ, xem thiên can của mệnh ngày sinh và xem cả đại vận. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1, sinh từ 29 tháng 1 cho đến 27 tháng 2 năm 87 dương lịch, tháng Nhâm Dần. Năm sinh Đinh Mão, trầm tính, quân tử, khá cố chấp, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão, thì người sinh tháng Dần thích tự do, thích tán dương, thích công nhận thành quả của mình, cũng là người bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão trong cuộc đời. Dần Mão tương hợp mộc là tượng tốt của lá số. Dần thuộc mộc hỏa, khi nóng giận rất khó kiềm chế, chịu lời ngon ngọt là có thể dụ được họ. Người sinh nhóm này tính cách đa phần rất mạnh mẽ, khó lùn cúi trước ai khác, nhưng đôi khi thiếu lòng nhẫn nại. Hiện tại đang ở thời vận nhiều trở ngại lớn nhất trong cuộc đời. Thời vận mệnh nữ từ 33 đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Bính Ngọ thuộc hỏa là thời vận tốt với nhóm sinh trước 8 tháng 2. Công danh thuận lợi nhưng có sự đố kỵ. Tuy nhiên vẫn dễ vượt qua. Sao 43 hành vận Mùi cũng khá tốt. Nhóm sinh sau 9 tháng 2 có vận kém hơn, tính tình dễ nóng nảy bất an, thiếu sự kiên định. Thời vận 34 đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Đinh Mùi thuộc hỏa tổ, khá tốt về công danh. Sao 43 hành vận Ngọ hỏa, cũng như mệnh nữ là vận tốt với nhóm sinh trước 8 tháng 2. Sinh sau 9 tháng 2 nhiều trở ngại, dễ có sự đố kỵ. Mệnh nam ai sinh ngày thuộc giáp dễ phát tài. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Đinh Mão sinh từ 29 tháng 1 cho đến 27 tháng 2 năm 87 dương lịch. Nhóm sinh trước 8 tháng 2 khuyết hỏa, sinh sau 9 tháng 2 đa phần khuyết kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày sinh thuộc ất mộc không nên dùng nhiều kim, nên dùng nhiều thủy. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 2 từ 28 tháng 2 cho đến 28 tháng 3 năm 87 dương lịch, tháng Quý Mão. Sinh vào tiết khí mộc vượng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết kim thủy. Lưu ý, ai sinh ngày thuộc ất mộc không nên dùng nhiều kim, nên dùng nhiều thủy hơn. Năm sinh Đinh Mão, trầm tính, quân tử, khá cố chấp, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão. Năm Mão sinh tháng Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc. Mộc vượng chủ về người quân tử. Nếu quá vượng hoặc có đại vận hoặc gặp đại vận thêm mộc nữa, tức sẽ thành người kém sáng suốt, dễ bị gạt và chậm chạp. Tháng sinh Mão sinh mùa mộc vượng, đa phần là người kỵ mộc. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, hoặc nhà ở không nên có nhiều đồ gỗ, không nên nuôi mèo. Thời vận từ 32 cho đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Đinh Mùi thuộc hỏa thổ, không phải thời vận tốt. Nhiều lo lắng. Hiện tại đang có sao hoa cái, chủ về tài hoa sáng tạo. Mệnh nữ mà gặp sao này tính cách vô cùng mạnh mẽ và dễ cô đơn. Sao 42 mệnh nữ hành vận thân thuộc kim là giai đoạn khá tốt về công danh. 31 cho đến 40 tuổi của mệnh nam đang hành vận kỷ hợi thuộc thổ thủy mộc là vận khá. Sao 41 hành vận tuất có nhiều trở ngại. Cả nam và nữ ai sinh mệnh ngày thuộc chữ giáp có nhiều cơ hội phát tài. Nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Khải
Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 3 sinh từ 29 tháng 3 cho đến 27 tháng 4 năm 87 dương lịch, tháng Giáp Thìn. Sinh vào các tiết khí Mộc và Thổ vượng, dụng thần đa phần là Kim. Năm sinh Đinh Mão là người cố chấp quân tử, trầm tính, yêu thương gia đình. Người sinh tháng Thìn là mật mã tài hoa, người có mật mã đứng đầu, có khí chất, có tố chất lãnh đạo. Mão Thìn tương hợp Mộc là tượng tốt của lá số. Mộc vượng chủ về người quân tử, hào hiệp, thích giúp đỡ người khác. Nếu quá vượng gặp đại vận thêm có mộc nữa thì chủ về người tính cách chậm chạp, kém sáng suốt và dễ bị gạt. Người kỵ mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên để nhiều râu lông tóc móng và không nên nuôi chó mèo. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc mậu thổ thường không kỵ mộc. Thời vận 30 đến 39 tuổi của mệnh nữ đang hành vận mậu thân thuộc thổ và kim là thời vận khá. Sau 40 hành vận dậu cũng được xem là vận tốt, thuận lợi về công danh. Mệnh nữ ai sinh mệnh ngày thuộc chữ canh nhiều cơ hội phát tài. Thời vận 30-39 tuổi của mệnh nam đang hành vận canh tý thuộc kim thủy là giai đoạn khá tốt, khá thuận lợi trong cuộc đời. Hiện đang có sao hàm trì, chủ về đào hoa, tình duyên, ăn nói, gặp gỡ và hoặc kết hôn. Sau 40 hành vận hợi cũng được xem là tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ quý là có sao lộc thần, mật mã dễ phát tài. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 4, sinh từ 28 tháng 4 cho đến 26 tháng 5 năm 87 dương lịch, tháng Ất Tỵ. Năm sinh Đinh Mão, sinh tháng Tỵ là có sao Dịch Mã. Cuộc đời nhiều biến động, dễ đi xa, dễ thay đổi chỗ ở và thay đổi công việc. Năm sinh Mão, sinh tháng Tỵ có thêm sao Cô Thần. Mệnh nam có sao này, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm sinh Đinh Mão, quân tử trầm tính, cố chấp, bảo vệ lẽ phải. Sinh tháng Tỵ thuộc nhóm người linh hoạt, thích ứng ngoại, thích hướng ngoại và giỏi giao tiếp. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần là người kỵ mộc hỏa và quyết thủy. Người kỵ hỏa rất nhiệt thành, nhiệt tình nhưng tính tình rất nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại. Kỵ hỏa không nên sử dụng màu đỏ, tím, cam, hồng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Thời vận mệnh nữ 35 đến 44 tuổi, mệnh nữ đang hành vận kỷ dậu thuộc thổ kim là thời vận khá tốt, tính tình có vẻ khá cứng nhắc. Vận dậu xung mão dễ có sự đố kỵ và thị phi, dễ phát sinh những chuyện không vui. Sau 45 hành vận thân cũng được xem thuận lợi về tài lộc. Những ai mệnh nữ sinh ngày thuộc tân nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam 35 đến 44 tuổi, mệnh nam đang hành vận tân sửu thuộc thổ kim là thời vận khá đẹp, nhiều cơ hội tích trữ tài lộc. Sau 45 hành vận tý thuộc thủy cũng là vận tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp nhiều cơ hội phát tài. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Đinh Mão sinh từ 28 tháng 4 cho đến 26 tháng 5 năm 87 dương lịch, vào các tiết khí mùa hè nóng, dụng thần mệnh khuyết đa phần thủy và kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc mậu thổ thường không kỵ nhiều hỏa. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 5, sinh từ 27 tháng 5 cho đến 25 tháng 6 năm 87 dương lịch, tháng Bính Ngọ. Năm Đinh Mão, cố chấp quân tử, trầm tính, yêu thương gia đình. Người sinh tháng Ngọ lại càng nóng tính, thích tự do, khi giận dữ không thể kiềm chế. Mệnh có khí chất, có tài lãnh đạo nhưng rất cực đoan. Mão Ngọ là hai trong tứ mã cực đoan, có tài lãnh đạo và lòng trượng nghĩa. Mão Ngọ là hai mật mã xung khắc, cuộc đời dễ biến động. Ngọ thuộc hỏa là người thích tự do, tính tình phóng khoáng, hết mình vì công việc, không thích lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Mệnh sinh nhóm này tính tình như lò lửa, giàu lòng nhiệt huyết, hết lòng với người mình mến, không ngại va chạm, nhưng thiếu kiềm chế sẽ khó thành công.
Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt mình luôn trắng sáng, nhà tắm nên dùng bồn tắm tắm sáng nhiều lên. Không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng, và hạn chế dùng màu đỏ tím cam hồng. Thời vận mệnh nữ 32 đến 41 tuổi, mệnh nữ đang hành vận canh tuất thuộc kim hỏa thổ. 5 năm đầu là thời vận khá, 5 năm sau đa phần kém hơn. Tâm tính dễ nóng nảy và khó an. Sau 42 hành vận hợi thuộc thủy là vận tốt. Với mệnh nữ ai sinh mệnh ngày thuộc ất có nhiều cơ hội phát tài. Từ 34 đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận nhâm dần thuộc thủy mộc. Gần giống mệnh nữ, 5 năm đầu thời vận khá, 5 năm sau nhiều trở ngại. Tâm tính dễ nóng nảy. Người càng nóng tính, vận càng xấu. Sau 44 hành vận sửu là vận khá tốt. Hiện tại mệnh nam ai sinh mệnh ngày thuộc giáp mộc là có sao lộc thần, mật mã dễ phát tài. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước duyên. Đinh Mão sinh từ 27 tháng 5 cho đến 25 tháng 6 năm 87 dương lịch vào các tiết khí mùa hè, mệnh kỵ mộc hỏa. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc mậu, mậu thuộc thổ, thường không kỵ nhiều hỏa. Dụng thần mệnh khuyết đa phần thiếu thủy và kim. Mời các bạn xem thêm ở cuối video về mệnh thiếu thủy kim. Đại Toàn xin tóm tắt nhóm 6, sinh từ 26 tháng 6 cho đến 25 tháng 7 năm 87 dương lịch, tháng Đinh Mùi. Năm Mão sinh tháng Mùi là người có sao hoa cái, mật mã thông minh tài hoa sáng dạ. Mệnh nữ có sao hoa cái, cá tính rất mạnh và rất dễ cô đơn. Năm sinh Đinh Mão, trầm tính, quân tử, cố chấp, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão. Thì người sinh tháng mùi thuộc thổ hỏa, mùi đại diện cho nhân ái, đại diện cho đất đai nhà cửa, là nhóm người có lòng bao dung, rất dễ cảm động trước hoàn cảnh khó khăn, luôn giúp đỡ người khác. Mùi khá lầm lì là người nội tâm, đa phần là người bao dung nhân ái, thích giúp đỡ và làm thiện nguyện, dễ cảm động ngay cả khi đang xem phim, giỏi nghiên cứu và giỏi sáng tạo. Người sinh mùa này đa phần thổ hỏa vượng, đại diện cho người thật thà tốt bụng, cọc tính, không khéo ăn khéo nói, đa phần là người hướng nội. Thời điểm này đa phần do thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ. Người nhóm này không nên nuôi chó mèo lông vàng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nhà tắm nên có bồn tắm to, hạn chế dùng màu đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận tân hợi thuộc kim thủy. Có sự trở ngại, có sự đố kỵ nhưng không đáng kể. Hợi mão mùi hợp mộc là tượng tốt của lá số. Sau 42 hành vận tý cũng là vận tốt. Thời vận 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận quý mão thuộc thủy mộc. Có thể được xem là vận kém nhất, vận kém nhất của cuộc đời. Quý xung đinh, mão trùng mão, được gọi là thiên xung địa khắc, dễ phát sinh nhiều trở ngại, làm ăn khó giữ được tiền, dễ phạm thị phi, sức khỏe kém. Sau 44 hành vận dần có sự khởi sắc tốt hơn. Mệnh nam lưu ý, những ai sinh mệnh ngày ất hoặc là kỷ, ất thuộc mộc, kỷ thuộc thổ là nhóm ngày sinh có vận kém nhất trong nhóm này. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Tuổi Đinh Mão sinh từ 26 tháng 6 cho đến 27, xin lỗi, cho đến 25 tháng 7 năm 87 vào các tiết khí mùa hè, mệnh thường kỵ hỏa thổ. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc ất mộc không nên dùng nhiều kim, nên dùng nhiều thủy hơn. Các bạn xem thêm ở cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu thủy kim. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 7, sinh từ 26 tháng 7 cho đến 22 tháng 9 năm 87 dương lịch, tháng Mậu Thân. Tháng này có cả tháng Nhuần. Năm sinh Mão là người quân tử, cố chấp, trầm tính, yêu thương gia đình. Thì người sinh tháng Thân là người hướng ngoại, thích tự do, giỏi giao tiếp, có thể kiêu căng.
thân thuộc kim thủy, có phần kiêu căng, khó kiềm chế cảm xúc, không chịu thua kém bất kỳ ai. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ kim. Người kỵ kim không nên dùng màu trắng xám. Nhà ở không nên có nhiều gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương. Thời vận mệnh nữ 35 cho đến 44 tuổi, đang hành vận Nhâm Tý thuộc kim thủy, vẫn có nhiều trở ngại nhất định. Nhiều cơ hội về công việc nhưng khó tích trữ tài lộc. Hiện mệnh nữ đang có sao hàm trì, chủ về đào hoa nhân duyên, ăn nói gặp gỡ và cả kết hôn. Sau 42 tuổi hành vận Sửu có cải thiện ít nhiều. Thời vận từ 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Giáp Thìn thuộc mộc thủy thổ, 5 năm đầu thuận hơn 5 năm sau. Ai sinh mệnh ngày Ất và Tân dễ có cơ hội phát tài. Sau 44 tuổi hành vận Mão là đại vận khá xấu, hãy tu tâm dưỡng tánh sớm nhất có thể. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Đinh Mão sinh từ 26 tháng 7 cho đến 22 tháng 9 năm 87 dương lịch vào các tiết khí mùa thu, mệnh kỵ kim, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hoặc là thêm hỏa, kỵ kim thổ. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Các bạn xem thêm phần cuối video. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 8 từ 23 tháng 9 cho đến 22 tháng 10 năm 87 dương lịch, tháng Kỷ Dậu. Năm Mão trầm tính, quân tử cố chấp, bảo vệ lẽ phải và nhiều hoài bão, thì người sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim. Dậu cố chấp khỏi phải bàn. Dậu kim rất cố chấp, tranh cãi với họ dễ bị cao máu. Dậu tuy không quá chú trọng về vẻ ngoài của mình nhưng thích được ăn ngon, yêu thương gia đình, bảo vệ lẽ phải. Mão Dậu hai mật mã xung phá nhau, cuộc đời dễ có người đố kỵ. Năm Mão tháng Dậu sinh mùa kim vượng đa phần là người mạnh mẽ, tính cách cực đoan, cố chấp cao, có thể dẫn đến sự kiêu ngạo, lời nói và hành động dễ gây phiền lòng người khác. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhà ở không nên có nhiều gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc, đồng hồ Rolex và cả kim cương. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Quý Sửu thuộc kim thổ là thời vận khá kém, lời nói dễ gây hiểu nhầm, tính tình có nhiều lo lắng thái quá, đang có sao Quả Tú, sao này dễ cô đơn, dễ biến động tình cảm. Sao 42 hành vận Dần là thời vận khá tốt. Thời vận từ 32 đến 41 tuổi của mệnh nam đang hành vận Ất Tỵ thuộc mộc hỏa là thời vận khá tốt về công danh. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu nhiều cơ hội phát tài. Sao 42 hành vận Giáp Thìn cũng là vận khá tốt. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước đức. Đinh Mão sinh từ 23 tháng 9 cho đến 22 tháng 10 năm 87 dương lịch vào các tiết khí mùa thu là mệnh kỵ kim. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và người kỵ kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Các bạn xem thêm ở cuối video. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 9 từ 23 tháng 10 năm 87 cho đến 20 tháng 11 năm 87 dương lịch, tháng Canh Tuất. Năm Mão quân tử cố chấp, trầm tính, yêu thương gia đình, nhiều hoài bão, thì người sinh tháng Tuất là nhóm người trầm tĩnh, háo thắng ngầm, có khiếu kinh doanh. Tuất thuộc thổ hỏa là người nội tâm, hết mực bảo vệ gia đình của mình, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai, sở hữu nhà cửa và thường có máu kinh doanh. Người khá háo thắng nhưng lại khéo trong giao tiếp. Mão Tuất tương hợp hỏa là điều tốt của lá số. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, không nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng, không nên nuôi chó, có thể nuôi mèo và không thường xuyên, xin lỗi, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận 32 cho đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Giáp Dần thuộc mộc hỏa thổ
là thời điểm nhiều cơ hội về công danh nhưng dễ xung đột trong công việc, tính tình khá nóng nảy. Sao 42 hành vận Mão là thời vận kém nhất, hành vận Mão là đại vận hung, hãy tu tâm dưỡng tánh sớm nhất có thể. Với mệnh nữ, ai sinh ngày Giáp là có sao Lộc Thần trong giai đoạn này dễ phát tài. Thời vận từ 34 cho đến 43 tuổi của mệnh nam đang hành vận Bính Ngọ thuộc hỏa là thời vận rất tốt, nhiều cơ hội về tài lộc. Nhưng với người sinh ngày Nhâm thì không phải vận tốt. Tuy là vận tốt nhưng tính tình khá cực đoan bảo thủ, khó nghe lời khuyên của người khác và dễ có sự xung đột. Sau 44 tuổi hành vận Ất Tỵ cũng là vận hỏa là vận khá. Những ai sinh ngày Thục Kỷ là có sao Lộc Thần trong giai đoạn này mật mã dễ phát tài. Cả nam và nữ nên tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Đinh Mão sinh từ 23 tháng 10 năm 87 cho đến 20 tháng 11 năm 87 dương lịch, vào tiết khí cuối mùa thu, mệnh kỵ Kim Thổ hoặc là kỵ Hỏa. Nhóm này cần có ngày sinh cụ thể mới có thể chính xác hơn. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết mộc kỵ kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không kỵ kim, ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Thái Toàn xin giới thiệu nhóm 10 sinh từ 21 tháng 11 cho đến 20 tháng 12 năm 87 dương lịch, tháng Tân Hợi. Năm Mão trầm tính, quân tử cố chấp, nhiều hoài bão, bảo vệ lẽ phải, thì người sinh tháng Hợi, Hợi thuộc Thủy là nhóm người khá hiền lành, hướng nội, tốt tính và cộc tính. Hợi thuộc Thủy Mộc là người hiền lành cộc tính, an phận, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian để có được sự an nhàn. Họ là người giàu tình cảm, trong tình cảm họ dễ bị dụ. Mệnh Thủy Vượng thường thông minh chu đáo nhưng là người an phận xử lý theo cảm tính nhiều quá. Nhóm người sinh tháng Hợi thường dư thủy, mệnh kỳ thủy, không nên dùng màu đen và sinh dương, không phù hợp chọn hình nền là cá chuột heo. Hạn chế sử dụng cả vàng bạc trang sức đá quý, nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận 33 đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Ất Mão thuộc mộc. Vận có mộc được xem là tốt về công danh, nhưng Mão trùng Mão là phạm thái tuế, ảnh hưởng đến sức khỏe và thị phi và cả hao tài. Hãy cẩn thận lời nói. Sau 43 tuổi hành vận Thìn là vận chung. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Ất dễ phá tài nếu đầu cơ. Thời vận 32 cho đến 41 tuổi của mệnh nam đang hành vận Đinh Mùi thuộc hỏa thổ là vận khá, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng tâm tính có phần lo lắng thái quá. Sau 43 hành vận Ngọ cũng được xem là vận tốt. Hiện tại những ai sinh mệnh ngày Giáp dễ phát tài vì có sao Lộc Thần. Cả nam và nữ hãy tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ. Đinh Mão sinh từ 21 tháng 11 cho đến 20 tháng 12 năm 87 dương lịch, vào tiết khí lạnh, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và kỵ thủy. Lưu ý, những ai sinh mệnh ngày thuộc Tân hoặc Nhâm thường không kỵ thủy. Các bạn xem thêm ở cuối video. Cải Toàn xin tóm tắt nhóm 11. Sinh từ 21 tháng 12 đến 18 tháng 1 năm 88 dương lịch, tháng Nhâm Tý. Tuổi Đinh Mão sinh tháng Tý là người có sao Hàm Trì, chủ về tướng mạo xinh đẹp, thông minh, ăn nói lưu loát, có sao Đào Hoa, lãng mạn. Người tuổi Đinh Mão sinh tháng Tý có thêm sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa và tình cảm dễ biến động. Năm sinh Đinh Mão, quân tử cố chấp, trầm tính, yêu thương gia đình, thì người sinh tháng Tý cho thấy sự cố chấp cực độ, bảo vệ lý lẽ của mình hết mực. Nhóm người sinh tháng này thường xử lý nặng về tình cảm. Tý thuộc Thủy, cá tính mạnh mẽ, ngạo mạn, lầm lì và cố chấp, dã man. Tý và Ngọ là hai trong tứ mã cực đoan, còn đại diện cho mật mã Đào Hoa, có tố chất lãnh đạo. Mão Tý là hai mật mã tương hình, cuộc đời dễ có người đố kỵ. Tháng sinh Tý, Thủy Vượng dễ phá tài, xử lý sự việc nặng theo tình cảm hơn là lý trí, đôi khi dễ ăn phận.
Mệnh thủy vượng là người thông minh, nhược điểm là ít cầu tiến. An phận là người nhạy cảm trong tình yêu. Người kỵ thủy không nên dùng màu đen và xanh dương. Nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, và cả hạn chế đeo trang sức vàng bạc. Thời vận 30 đến 39 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Bính Thìn thuộc hỏa thổ. Vận có hỏa là tốt về tài trí, thông minh và công danh. Vận có thủy khó giữ được tiền. Thời vận này tốt xấu hỗn tạp, rất là bất định. Sau 40, hành vận Tỵ thuộc hỏa được xem là vận khá. Hiện tại những ai sinh mệnh ngày thuộc quý là có sao lộc thần, dễ phát tài. Thời vận 30 đến 39 tuổi của mệnh nam đang hành vận Mậu Thân thuộc thổ kim thủy, không phải thời vận đẹp. Thời vận này dễ hao tài. Hiện đang có sao hoa cái, chủ về tài hoa sáng tạo. Sau 40, hành vận Mùi được xem là vận khá. Cả nam và nữ hãy tu pháp bố thí để bồi đắp phước huệ về sau. Tuổi Đinh Mão sinh từ 21 tháng 12 năm 87 cho đến 18 tháng 1 năm 88 dương lịch vào các tiết khí lạnh. Thời điểm này thủy vượng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và người kỵ thủy. Lưu ý, những ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Hãy xem thêm phần cuối video. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 12 sinh từ 19 tháng 1 năm 88 cho đến 16 tháng 2 năm 88 dương lịch, tháng Quý Sửu. Tháng Quý Sửu tuổi Đinh Mão, sinh tháng Sửu là người có sao Hỏa Tú, nữ có mật mã này ít quan tâm chuyện tình cảm và dễ cô đơn. Năm sinh Mão, trầm tính, cố chấp, bảo vệ lẽ phải, yêu thương gia đình và nhiều hoài bão, thì người sinh tháng Sửu khá lầm lì, cứng đầu nhưng lại bao dung. Sửu thổ là nhóm người hiếu thuận và tốt bụng, biết cho đi. Sửu thuộc thổ kim là một loại thương khố, thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Đinh Tỵ thuộc hỏa là thời vận khá tốt, có nhiều sáng tạo tài trí trong công việc, tốt về công danh, nhưng có sự xung đột đố kỵ trong công việc. Hiện mệnh nữ đang có sao Dịch Mã là sao là mật mã dễ biến động, đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Sau 42 tuổi hành vận Ngọ thuộc hỏa là vận khá. Mệnh nữ ai sinh mệnh ngày thuộc Mộc, xin lỗi, ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu là có sao lộc thần, là giai đoạn dễ phát tài. Thời vận 32 đến 41 tuổi của mệnh nam đang hành vận Đinh Mão thuộc mộc hỏa, không phải là vận tốt. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Ất là giai đoạn dễ phá tài, khó giữ được tiền. Sau 45 tuổi hành vận Thìn là vận chung và dễ phát sinh, dễ có người đố kỵ. Cả nam và nữ hãy tu pháp bố thí để bồi đắp phước đức. Tuổi Đinh Mão sinh từ 19 tháng 1 năm 88 cho đến 16 tháng 2 năm 88 dương lịch vào các tiết khí lạnh, đa phần là kỵ thủy và thổ ẩm. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa, kỵ thủy thổ. Nhưng lưu ý, ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Các bạn xem thêm ở phần sau video. Học cải vận cũng như học trường phổ thông hay học trường đời. Chồng nhiều chăm sóc nhiều thì thu hoạch nhiều, chồng ít thu hoạch ít. Trong đó tâm lý là một loại phong thủy mạnh nhất. Bạn nghĩ mình thay đổi được, thay đổi được vận trình. Bạn nghĩ rằng mình sống thiện lành thì nhân quả lành sẽ báo ứng. Học cải vận cần một thời gian mới chuyển xấu thành tốt. Gia đình hòa thuận, có lòng thông cảm và nhiều tiếng cười là phong thủy tốt nhất. Học Phật, nghe pháp thoại, hành thiền giúp tâm an tịnh, bố thí tăng phước đức. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các website phong thủy cải vận hoặc phong thủy khải toàn .com. Tiếp theo vào mục tra lá số. Hãy điền thông tin ngày sinh dương lịch của bạn vào. Sau khi điền xong, nhấn lấy lá số. Kéo xuống phần thông tin. Đây là thông tin lá số của bạn.
Đầu tiên chú ý đến mệnh ngày sinh, ví dụ ở đây là chữ Giáp. Tiếp theo là chủ tháng sinh, ví dụ ở đây là chữ Tỵ. Đây là đại vận. Tìm dụng thần đơn giản, ta lấy trực xung, ví dụ sinh tháng Tỵ ta lấy chữ Hợi. Ví dụ sinh tháng Mão ta lấy chữ Dậu. Ví dụ sinh tháng Ngọ ta lấy chữ Tý. Với người thiếu kim, màu trắng xám, trang sức vàng bạc, đồng hồ tự động là vật trợ kim. Ăn thịt đông lạnh, kem, thịt gà, tổ yến cũng là kim. Đồ vật trong nhà, máy lạnh, tủ lạnh, gương hoặc là treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh khỉ, tranh gà cũng là kim. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng là tăng vận kim. Trang sức vàng bạc rất nhiều kim, ăn tổ yến, soi gương là tăng vận kim thủy. Khi thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là giờ buổi chiều từ 15 đến 19 giờ, hoặc là giờ buổi tối là giờ của thủy. Với người thiếu thủy, màu xanh lam, màu đen, trang sức vàng bạc, đá quý, màu đen, màu xanh dương, màu xanh lam, cá, chuột, rồng, chuột Mickey, dơi, Batman đều là thủy. Các loại cá và tất cả những sinh vật biển đều là thủy, hoặc là ăn cơm gà, tổ yến, bia lạnh, sữa chua cũng là thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Mỗi sáng nên tắm sáng, nên làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy. Với người thiếu mộc, màu xanh lá là chính, trang sức các loại đá quý màu xanh lá hoặc là vòng gỗ trầm, thạch anh tóc màu xanh lá. Mèo, thỏ, hổ, kitty hoặc là ăn rau thích hợp cho việc ăn chay, nấm và trái cây màu xanh. Nên nuôi dưỡng râu, lông, tóc móng sẽ có vận tốt. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách, bàn làm việc nên có cây nhỏ. Giường đồ dùng nên bằng gỗ nhiều hơn bằng kim loại. Bức tranh hoa cảnh cây cối là mộc. Mệnh cần mộc, đi ngủ có thể mang theo quyển sách, sưu tầm giày dép, túi sách đẹp, túi sách mới là mộc đẹp. Không nên lưu trữ giày dép, túi sách, tạp chí cũ vì đây là mộc xấu xí. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng, hoặc là giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Sau 15 giờ là giờ ngũ kim thủy. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam. Với người thiếu hỏa, màu đỏ, tím, cam, vàng sậm hoặc là màu hồng là hỏa. Trang sức đá vân đỏ hoặc đá xanh lá cây màu đỏ đều được. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Ngựa xe Ferrari hiệu Polo cũng là hỏa. Ăn lẩu đồ nướng, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la hoặc là thịt bò khô. Đối với cơ thể, phần đầu, phần mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, tivi, lò vi ba, bếp, máy vi tính, các thiết bị điện đại diện cho nhiệt đều là hỏa. Treo một bức tranh mặt trời, tranh ngựa là hỏa. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần mộc hỏa, đi ngủ mang theo quyển sách. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận hỏa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ chiều, giờ buổi sáng là giờ của mộc. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Đinh Mão theo 12 tháng sinh. Để chính xác nhất, phải có thêm ngày giờ sinh và cả giới tính. Bát tự tứ trụ xét cả 8 ô, nếu xét theo năm chỉ xét 2 ô. Trong đó mệnh ngày sinh rất quan trọng. Xét về mệnh ngày sinh, Khải Toàn xin tóm tắt như sau. Mời các bạn nhìn vào đồ hình. Các bạn có thể kết hợp mệnh ngày sinh và nhóm sinh của mình để tự trải nghiệm.
Nếu tự nghiên cứu, các bạn phải biết nên kiên nhẫn xem video hay đọc sách để tìm hiểu, hiểu hơn về mệnh. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Mão cả nam và nữ là những người có cá tính rất mạnh, yêu sự lãng mạn, yêu thương gia đình. Nếu bạn giúp đỡ mọi người sống thiện lành, dùng tâm thông cảm của mình để độ những người xung quanh, thì bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến phong thủy, vẫn sẽ có vận tốt. Dù bạn có vận tốt hay là vận không tốt, hãy dành thời gian tu tâm dưỡng tánh. Từ đây mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn đều rất chân thiện. Tâm bạn sẽ an, sẽ dễ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy, phước duyên sẽ hồi đáp. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.